À, xin được mến chào các mọi người. Thì hôm nay thì có nhận được nhiều cái câu hỏi của anh em là cách phân biệt các dòng linh sam. Thì ở vườn em cũng sẵn có một số loại linh sam thông dụng. Thì em cũng làm cái clip này chia sẻ cho một số anh em nào mình chưa có biết cách nhận biết qua các dòng linh sam qua màu sắc cũng như là hình dáng của lá để mình đỡ nhầm lẫn. Thì hôm nay em xin được chia sẻ với mọi người các dòng linh sam phổ biến thì có linh sam hạt gạo, linh sam 86, lớn hơn chút thì có linh sam lá rí, rồi tới sông hinh, siêu bông, rồi đa ưu điểm, rồi dòng Ninh Thuận. Thì nó cũng có khác nhau về hình dáng, màu sắc, rồi màu hoa nó cũng có khác nhau nữa. Thì nay em sẽ chia sẻ một số cái cách nhận biết linh sam, cách để mình nhận biết dòng linh sam cơ bản cho nó đỡ bị nhầm lẫn. Đây là dòng linh sam sông hinh, lá nó đậm, nó sẽ dày, lá nó bầu bầu đều, mặt hoa thì cũng tùy theo chất dinh dưỡng nữa. Đây là dòng linh sam siêu bông. Dòng linh sam siêu bông này thì lá nó sẽ có màu nó hơi lợt hơn so với lại mấy dòng khác. Nó sẽ khác về hình dạng, coi như là hình dạng lá cũng như là màu sắc lá nữa. Linh sam siêu bông. Loại thứ ba đó là linh sam 86. Dòng linh sam 86. 86 thì lá nó sẽ nhỏ, nó thon dài. Cái dòng này thì nó gai nó ít. Nó ít gai. Đây, xem thấy cái dòng nó ít gai. Lá nó cũng sẽ xanh đậm. Lá nó cũng sẽ tương đối dày, nhưng mà nó dày hơn cái thằng siêu bông. Hoa thì lá nó nhỏ nên hoa sẽ nhỏ, thằng nào lá to thì hoa nó cũng to hơn. Đây là dòng linh sam lá rí, lá nó sẽ to hơn lá 86 một chút. Thằng 86 thì lá nó sẽ dày, nhiều lá hơn. Còn lá rí này thì lá nó cứ ra tương đối thôi, chứ nó không có được dày như mấy thằng kia thì lá, thằng 86 thì lá nó dày lắm, dày và nó ra nhiều nhiều tược nữa, nhiều dăm. Lát nữa mình sẽ hái mỗi thứ một ít lá đem vô so sánh, em so sánh luôn cái kích thước của lá cũng như là xem cận cảnh từng loại lá, thì coi so sánh cận cảnh về màu sắc cũng như kích thước lá luôn. Còn đây thì là cái dòng linh sam Ninh Thuận. Ra bên Thuận thì lá nó sẽ to to hơn một xíu, mà lá nó cũng sẽ thon, nó giống giống thằng thằng sung hinh, nhưng mà có cái là nhìn kỹ thì lá nó sẽ khác, lá nó sẽ to bầu lắm. Này thì mình nhận biết qua kích thước của nó. Cái thằng Ninh Thuận này thì hoa nó cũng màu nó cũng đẹp, hoa nó to, lá này nó to này, hoa nó ra to đẹp lắm, và đặc biệt là gai của nó to hơn hẳn nhiều luôn, to hơn nhiều. Gai nó ra thì cũng
không nó không có ra gai nhiều như cái thằng siêu bông, nhưng mà có cái là gai nó rất là to, rất là cứng. Nhưng cái gai này cũng không có lấy mà để lễ ốc được đâu mọi người. Này anh em mà lấy mà lễ ốc mà cái gai này rất là giòn, mình lễ không may nó gãy nó dính lại cái này làm mủ ghê đó. Đây là cái lá non của thằng Ninh Thuận, cái đọt nó ra thì sẽ rất là tím luôn, đọt non của nó rất là tím. Lá nó dày nữa. Cái này sẽ là linh sam đau điểm. Linh sam đau điểm thì lá nó sẽ to hơn thằng 86. Lá to hơn, lá nó sành đậm hơn và nó thưa, nó hơi thưa dăm một chút. Đặc điểm của dòng này thì hoa nó tím đậm đẹp mà nó xiên hoa. Nó xiên hoa mà nó rất là ít gai nữa. Cái dòng này thì em thấy là em thì lại thích là cái dòng này nhất, là nó xiên hoa, nó ít gai nè, mà lá nó nhuyễn vừa đẹp, không quá nhỏ. Tại vì bông nó cũng sẽ to, nó không có quá nhỏ như thằng 86 hay là hạt gạo, thì bông nó to. Nhưng mà có cái là cái dòng này thì nuôi tay cành nó rất là lâu, nuôi nó chậm hơn mấy cái dòng khác như là thằng Sung Hinh hay là thằng Ninh Thuận hay là thằng Siêu Bông, thì lá nó to ra là nó quang hợp rồi nó phát triển cũng nhanh. Còn này thì nó lâu lắm, nuôi em để ý thì nó nuôi lâu hơn mấy anh kia nhiều luôn. Bây giờ em cắt thử một số lá để đem vô so sánh cận cảnh cho anh em xem. Thì trong những cái dòng em đã hái vô đây thì em sẽ anh em nhìn có phân biệt được là cái loại nào, phân biệt được riêng biệt từng loại không? Đây em có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 loại. Đầu tiên sẽ đi từ kích thước đó, dễ quan sát đó. Đầu tiên là thằng này đi. Thằng này thì nó sẽ là 86. Tiếp theo là thằng này là thằng Linh Sam đao điểm. Đao điểm. Tiếp theo nữa, thằng này thì nó sẽ là thằng Linh Sam lá rí. Thằng này cho anh em dễ nhận biết nhất nè, thằng Linh Sam siêu bông. Màu của nó sẽ hơi lợt ha, hơi bóng lợt, rồi nó mỏng. Còn thằng này thì lá dày. Thằng này lá dày thì nó sẽ là Linh Sam Sung Hinh. Còn thằng này đọt đỏ đẹp này, lá to dày bầu, này là Linh Sam Ninh Thuận ha. Về kích thước màu sắc thì nó sẽ là có thằng này là lợt nhất thôi, còn lại đa phần thì lá nó sẽ đậm dày. Để nhận biết mà nó chính xác hơn á, thì mọi người cái lúc mà mình phân biệt á, thì mình nên lựa cái lúc mà cái lá của nó sẽ già ha, chứ còn những cái lá non nó thì thường là nó tùy chất dinh dưỡng nhiều thì thường mấy cái lá non nó sẽ phát triển, nó mình xem nó sẽ không có chính xác lắm. Thì như hồi nãy thì theo thứ tự thì đây sẽ là 86 này, đây sẽ là đao điểm, này sẽ là lá rí, này là siêu bông. Do trời hơi tối nên nhìn nó hơi đậm màu giống kia, chứ thực ra này nó lợt màu. Còn thằng này là thằng Sung Hinh, nó rất là đậm.
Còn này là Ninh Thuận ha. Em không có xếp theo cái kích thước tăng dần chiều cái kích thước lá, mà vì lý do là em sẽ lấy những lá già thì nó kích thước nó sẽ, mọi người xem thì sợ mọi người nhầm lẫn kích thước lắm. Mọi người nhìn như vậy à, khi mà mình vừa xem lá rồi mình xem các dâm cành thì mình sẽ nhận biết nó dễ hơn. Còn đây là các mạch lá của cây. Thì hy vọng với những gì những clip em chia sẻ hôm nay thì anh em có thể là tham khảo được thêm cách để phân biệt các dòng linh sam qua mạch lá. Thì kiến thức thì nó vô chừng vô tận. Anh em có thắc mắc hay là có góp ý gì thì cứ để lại bình luận ở phía dưới video nha. Rồi, xin được mến chào mọi người. Xin được chúc cho mọi người có thật nhiều niềm vui, cũng như là sưu tâm được nhiều cây cảnh theo bonsai mà mình đăng ký ha.